Thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sắp tới. Từ hôm nay 4 tháng 5, học sinh học lớp 12 năm học 2022-2023 trên cả nước chính thức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Thông tin đăng ký của học sinh chỉ được công nhận trong thời gian này. Học sinh chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng. Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ http://thisinh.thi.trunghocphothongquocgia.edu.vn và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn. Các nhà trường đã cấp cho mỗi học sinh một tài khoản là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Học sinh lưu ý bảo quản tài khoản và mật khẩu để đăng nhập hệ thống trong suốt thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến khi xét tuyển đại học cao đẳng. Hệ thống sẽ phản hồi thông tin sai sót nếu có để học sinh kịp thời điều chỉnh bổ sung. Chậm nhất ngày 7 tháng 6, các đơn vị đăng ký dự thi phải thông báo công khai những trường hợp học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông đúng quy định. Cách ghi phiếu đăng ký dự thi và cách nhập phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Tổ chức coi thi trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Kỳ thi tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm các môn thi thành phần, vật lý, hóa học, sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội, gồm các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.